Con dâu khóc lóc tố chồng ngoại tình. Tôi dùng ba chiêu khiến con trai phải hối hận quay đầu. Vì nhà neo đơn nên tôi luôn coi con dâu như là con gái. Nếu như lúc đó con dâu muốn ly hôn người chồng bội bạc, tôi cũng chẳng bao giờ ngăn cản. Bởi vì nếu như không làm được con dâu thì sẽ làm con gái vậy. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây ta sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Chồng tôi mất sớm, một mình tôi nuôi con trai khôn lớn thành người. Điều này chẳng hề dễ dàng gì. Cũng may con tôi là một đứa trẻ ngoan, biết yêu thương mẹ nên cố gắng học hành. Hiện tại con trai tôi đã lập gia đình, nó có công việc làm ổn định với thu nhập rất tốt nhưng tương đối bận rộn. Còn con dâu tuy thu nhập không nhiều nhưng vẫn đảm bảo chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Hai đứa nó sinh được một cô con gái, hiện tại đang học cấp 3 trường nội trú. Mỗi tuần chị về nhà được một lần. Vì nhà neo người nên tôi luôn coi con dâu như là con gái. Nhờ đó, gia đình tôi rất vui vẻ và hạnh phúc, chẳng mấy khi xảy ra mâu thuẫn gì to tát. Nào ngờ cách đây vài tháng, vào một đêm khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, thì có tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài. Đó là con dâu của tôi. Vừa mở cửa ra, con bé đã ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Mẹ ơi, con không sống nổi nữa đâu. Chồng con có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Tối nay, anh ấy đi gặp ả ta. Con khuyên chồng rất nhiều lần mà anh ấy vẫn không chịu cắt đứt với người phụ nữ kia. Hóa ra, con dâu đã nghi ngờ con trai tôi ngoại tình một thời gian rồi, nên nó mới lén theo dõi chồng. Nay, khi đã có bằng chứng chính xác, nó mới dám cho tôi hay biết. Biết được chuyện này, tôi không khỏi ngạc nhiên. Thật không ngờ nó lại làm ra chuyện tày trời này. Cái hay không chịu học hỏi mà đi học thói hư tật xấu. Tức giận tôi đập bàn, vừa mắng con trai vừa an ủi con dâu. Con cứ yên tâm, có mẹ ở đây, mẹ sẽ chống lưng cho con. Vậy bây giờ ý con muốn như thế nào? Muốn ly hôn hay muốn chồng quay trở về? Nếu như muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thì mẹ sẽ giúp cho con. Còn nếu như con muốn ly hôn, mẹ cũng sẽ tôn trọng quyết định của con. Không làm con dâu của mẹ nữa thì làm con gái cũng được, không sao cả. Con vẫn muốn chồng quay trở về, con vẫn muốn giữ tổ ấm này mẹ à. Tôi vỗ vai con dâu và tiếp tục. Được rồi, vậy thì mẹ sẽ chỉ cách cho con. Đầu tiên, việc con cần làm là cắt đứt nguồn tài chính của nó. Bình thường, nó đưa cho con bao nhiêu tiền mỗi tháng. Thì bây giờ, con viện cớ nhà có việc, cần thêm tiền để chi tiêu. Mẹ cũng sẽ xin thêm tiền của nó. Để xem tài chính không dư giả thì nó hẹn hò kiểu gì, có chiều nổi được người phụ nữ kia hay không, hay lại bị ả ta đã không thương tiếc. Tiền không thể mua được mọi thứ, nhưng có thể dùng tiền để kiểm tra tình cảm giữa hai người con à. Thứ hai là con phải thay đổi ngoại hình, đi làm đẹp, chăm chút cho bản thân đẹp lên. Đàn ông ai mà chẳng thích vợ đẹp. Nếu như con không cho nó chút tươi mới thì nó sẽ chán. Giờ mình đẹp lên thì chồng mới sợ mất vợ, mới biết trân quý vợ. Nó hỏi gì con cũng cứ bơ đi, đừng quan tâm đến nó nhiều nữa, cứ ngó lơ cho mẹ. Còn một việc nữa thì mẹ sẽ tự làm. Con dâu gật đầu đồng ý. Và quả nhiên, chỉ sau 2 tháng, con trai tôi đã quỳ xuống van xin con dâu cho nó một cơ hội nữa. Tôi nháy mắt bảo con dâu đừng mềm lòng, để theo dõi thêm 1 tháng nữa xem sao. Con dâu đã làm theo và con trai tôi đã thật sự biết lỗi và quay về với gia đình. Ngày ngày nó đều đi làm về thật sớm để nấu cơm, dọn dẹp và tìm cách dỗ dành cho vợ vui. Không mất nhiều thời gian, gia đình tôi lại trở về cuộc sống hạnh phúc vui vẻ như trước đây. Một hôm khi cháu gái tôi đã đi học, còn con trai thì không có ở nhà, con dâu liền hỏi tôi. Mẹ ơi, mẹ nói khiến chồng con quay trở về bằng 3 chiêu mà mẹ chỉ mới cho con biết có 2 chiêu. Vậy chiêu thứ 3 là gì vậy mẹ? Tôi cười và nói, chiêu thứ 3 là mẹ đã viết một bức tâm thư cho chồng của con. Bố chồng con mất từ khi nó còn rất nhỏ. Nó lớn lên trong một gia đình đơn thân. Chắc chắn bản thân nó biết mẹ nuôi nấng nó khó khăn như thế nào. Nó từng chịu đựng những thiệt thòi ra sao.
Cho nên mẹ nói, nếu như nó không muốn con gái của nó phải chịu đựng những khó khăn mà ngày xưa nó phải chịu, thì nó cứ việc ly hôn. Mẹ hiểu tính con trai của mẹ, nên khi mẹ viết những dòng đó, mẹ biết chắc chắn nó sẽ hối lỗi và quay đầu trở về. Cũng may, bình thường con trai tôi không đến nỗi nào, vẫn còn có chút lương tâm và mối quan hệ với cô nhân tình kia chưa sâu đậm nên vẫn còn cứu được. Nếu không, tôi e rằng mình đã mất con dâu thật rồi. Dòng tâm sự thứ hai, mẹ tôi muốn lấy vàng cưới cho anh trai vài để mua nhà. Mong muốn của mẹ cũng chính là điều mà tôi mong muốn từ nhiều năm nay. Nhưng đến khi có nhiều vàng trong tay thì tôi lại cảm thấy lo lắng và bất an khi giúp đỡ anh trai. Theo nhận xét của bạn bè và đồng nghiệp, tôi là một cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn, tương lai phải lấy được đại gia thì mới xứng. Nghe những lời nhận xét có cánh của mọi người, tôi chỉ biết cười đau khổ. Tôi chẳng cần đại gia gì hết, chỉ cần tìm kiếm một người đàn ông yêu thương mình thật lòng là đã thấy khó. Có người bạn còn chăm chọc, người ta nói bởi vì tôi quá xinh đẹp, những người đến với tôi họ cảm thấy không xứng nên không dám tỏ tình. Hơn 30 tuổi, mỗi lần về quê chơi, bố mẹ và các cô bác đều hối thúc chuyện cưới xin mà tôi nóng hết cả ruột. Tôi cũng muốn cưới lắm chứ, nhưng không tìm được người đàn ông phù hợp. Với lại, họ cũng không có ý định tiến đến hôn nhân với tôi. Đầu năm nay, có một anh bạn tên Dũng. Anh ấy nói rằng đã yêu thầm tôi từ rất lâu nhưng chưa dám thổ lộ. Bây giờ khi công ăn việc làm ổn định thì anh ấy mới đủ tự tin để tỏ tình với tôi. Dù vẫn chưa thích anh ấy nhiều nhưng tôi vẫn đồng ý làm bạn gái để bớt cô đơn và chống ế. Yêu nhau được 3 tháng thì anh đưa tôi về nhà chơi. Điều khiến tôi bất ngờ là gia đình anh giàu có hơn trong suy nghĩ của tôi rất nhiều. Vậy mà bao lâu nay anh sống rất giản dị và thật tiết kiệm. Không bao giờ anh ấy mặc một bộ đồ đắt tiền hay đi xe hơi. Yêu được chàng trai con nhà giàu, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để anh ấy yêu thương tôi nhiều hơn. Tuần vừa rồi là đám cưới của chúng tôi. Ngày hôm đó, nhà gái không trao vàng, chủ yếu là nhà trai lên trao. Số vàng mà vợ chồng tôi được nhận là 50 cây vàng và 2 cuốn sổ đỏ do bố mẹ chồng tặng. Ngày hôm qua, mẹ gọi điện thoại cho tôi, than phiền về cuộc sống cực khổ của vợ chồng anh trai. Mẹ bảo, với đồng lương ít ỏi của anh chị, thì cả đời cũng chẳng mua được nhà trên thành phố. Hai đứa cháu lại hay ốm đau, tháng nào cũng phải đi viện. Mỗi lần nhìn thấy anh chị cãi nhau vì không có tiền lo cho con mà mẹ tôi đau lòng. Mẹ còn nói, hiện tại tôi lấy được chồng giàu có và mẹ muốn tôi chia sẻ may mắn đó cho anh trai của mình. Mẹ bảo tôi có thể cho anh trai một ít vàng cưới để anh chị có tiền mua nhà để cho cuộc sống của anh chị bớt khó khăn hơn. Từ lâu tôi cũng muốn giúp đỡ vợ chồng anh trai, nhưng đến khi có cơ hội thì tôi lại cảm thấy lo lắng. Tôi không muốn giấu giếm chồng cho vàng bên nhà ngoại, nhưng nếu công khai với chồng, chắc chắn chồng tôi sẽ coi thường bên nhà ngoại. Theo mọi người, tôi có nên nói với chồng hay cứ âm thầm cho anh trai vài vàng để mua nhà đây? Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!